ចិននៅរុស្ស៊ីជាមិត្តភ័ក្ដិឬគ្រាន់តែជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលរុស្ស៊ីរយៈតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អ៊ុយក្រែនប្រតិកម្មរបស់ចិននៅក្នុងការឆ្លើយតបជាទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺស្ថិតនៅក្រោមការដេញដោលជាខ្លាំងជាពិសេសស្ថិតនៅក្រោមការតាមដាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចពីច្រើននៃការពិភាក្សាទៅផ្ដោតលើពាក្យ ថាមិត្តភាពគ្មានព្រំដែនដែលចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ចិនហើយនិងរុស្ស៊ីប៉ុន្មានខែមុនតែប៉ុណ្ណោះនៃស្បៀងប៉ុន្តែបញ្ហាគឺមកដល់ពេលនេះភាពគ្មានព្រំដែនរបស់ចិនគឺត្រូវបានគេកំណត់ថាតើនៅទីណាតើវាជាមិត្តភាពពិតប្រាកដឬគ្រាន់តែជាភាពរុរីរាល់តែរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះឬយ៉ាងដូចម្តេចនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវសើបអង្កេតបកប្រែទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោក Ariel Zangon ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងជីនតៅបានរកឃើញអំពីពាក្យថាមិត្តភាពនៅក្នុងឯកសារចិននិងរុស្ស៊ីលោកបានរកឃើញអំពីការប្តេជ្ញាទំនាក់ទំនងរវាងទស្សនៈរបស់ប្រទេសទាំងពីរអំពីលក្ខណៈនៃទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយដែលចុះហត្ថលេខារវាងសហភាពសូវៀតនិងរដ្ឋាភិបាលមុនគឺកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសចិនឆ្នាំ1949ការនោះសន្ធិសញ្ញានោះដាក់ឈ្មោះនៅចិនហើយនិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយរ
tay chỉ phía bệ tẹt. Lúc đó nằm bởi phòng phòng bồn rồi hà sớp có miền ở sự thị xin nhà mới tiết cư sự thị xin nhà đại ở rô xì nâng cho hạt lệ hà như mười nâng chân miền sự thị xin nhà mà tập hiếp sầm phòng tập hiếp nâng chùm núi kênh tù vinh tù mộ. Hai ban cho hạt lệ khá nơi sự thị xin nhà mới tiết nâng chân nằm bì bán mới đầy miền phép sở điên kênh cư sự thị xin nhà xong tập hiếp mà tập hiếp nâng cây sạp phòng tập bật cả. Nâng cả ở này tặng ăn đi hạ bày đôi chỉ ở rô xì ban chặt tục chân chỉ mất hẹ đòi miền hiệp chỉ mất nâng kênh chịp xe nâng nông lòng phê này cả đài tùm nhận nông rồi viên xa ra nằm bệnh hay nâng rô xì miền cả đùa rồi luôn ở vây đài của cả xong có cư dịch đầy bà các phòng miền chân chân phí bòn đọc nằm buôn đài tiện thông chung mùi nâng ca áp phí bòi phí chuyện đài cư dụ cho xác cực chung chối rồi bỏ xài nô rù xuyên đài phá phía tha friendliness mà đón tiền để điều bỏ phí tùm nhận nông thuê vị kỳ rô viên bà tê tăng phí rư cơ friend tôi được vĩnh kiểu mật phía bàn bằng hành luôn tay mà đón bà nó nơi phía đài của kia phá phía tha mật phía bà viên chân hay nâng rô xì tay có miền cầm này chỉ lời ca mùi chùm nôn rộng bà chân bàm bà bà thá cư chỉ phía bệ tẹ tay phần nông hà đối với bọn chị chân hạ bay đôi chị stress từ mình pra ở chồng nâng đồ đai sẵn khắp nguồn ông phi phía tham bất tập hiệu chùm mùi nâng rô xì anh chân cả sẵn chứ rộng bà sẵn sẵn chà rụng nút bà nãy đăng thá vì miên nơ ca chùm tông mùi chùm nôn ông phi ca pra phía tham bất tập hiệu chùm mùi nâng rô xì từ nông bắt phí sao chạy lẹ mùi chùm nôn đôi chị nơi chân nằm bởi phòng bà buồn rồi mọc phơi bà phí từ miên bà đăng để ông ca cùng mà tập hiệp sâu Việt bạn chia riêng phần mồm luôn nơi càng cai blog sang công này giống ai cho được không nào công chia là bao sâu Việt chúng mình đang cá cá lan này bữa pha xin nơi tôi sẽ chăm bom bảo bối rồi sắp xếp nâng cao sản phẩm sản rùa rồi viên xã hiệp sâu Việt chúng mình đang xã rồi nằm bên công nước trong ban bằng cái lái nằm bên chỉ cả plap đầu và bắt thoa sau có nằm bạn chia riêng chia tập bộ đo test này cái chuyến đại mình men chia chân công này hai sang công mà tập hiệp đại nô nâng xã hiệp sâu Việt ban cá chanh thì cả plap đầu và bắt thoa này bên trong bị bom bảo bối rồi sai sập pram sắm máy công mà tập hiệp chân sâu Việt trở bàn bằng cá lan nơi tiệc rong đá liền ai chỉ tiệc rong muối được hiện hàng trương protein để thân được làm cả trục rong được bao sản phẩm sự việt phim phim được pin đúc cứ viêm miếng bị chia bảy phim được nông trồng nòng bị chia chân được nông sọc nơi chín năm bị phong bảo rối sai sẽ phải muốn mất tập phim chèn hà sập nơi tu tăng protein phần tai phim được phim rồng phơ bảo bao chân chụp bút sùng cung đang núm mình du phần màn tê đời xa tài miếng ca đầm nắng sền sền hai cung mình chân từ tại bản được nòng protein chèn phim sùng cung sùng bớt đại miếng cam phình phang cho ngồi tụng định nông sai nô sâu việt miếng bảy giáo từ bình từ một tam bảy giáo sùng cung mất tập phim ní phụ kê sùng cầm thá phụ kê ai pha cùng hay ai bằng riêng chân ông pi ở rộng bọc sân cung này dùng bán nơi chân mùi phong bọn rồi sai sắp rộng bốn là nụ bật thiên tình ạ bạc cung mình chân màn sở xe thá xã phim sở viết cư chư cừu rộng bọc chân hay chân cua tay chư sở rộng bọc xã phim sở viết có bắt ta mình dùng phần mán nơi khu nô rộng bốn mình trái chân cư cài bên này cả sọ cơ phương đòi bị mình dốt xã phim sở viết chia cùng rưu nụ tế mà tôi bây nơi bên nụ cư chạp đá miên cả bọc phung sai nơi ạ tập bọc đen như vậy tha ta xã phim sở viết ở trang phần nà tớ hay rồi bây ban chia xã phim sở viết chui vừa chi chân hay
ីក៏ជំនួសមកវិញនៅឆ្នាំ1951គឺការប្រើប្រាស់ពាក្យថាការផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មកជនជាតិចិនជឿថាជាជំនះគុំនេះដែលឈ្នះបាននៅក្នុងសង្គមដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងសេរីនោះគឺជាការគោរពនិងការដើរស្មើភាពគ្នារវាងចិនហើយនឹងសហភាពសូវៀតប៉ុន្តែសម្រាប់សហភាពសូវៀតគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទើបតែជារដ្ឋរណបមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធដ៏ធំនៃសូវៀតហើយព្រមទាំងជាអធិបតេយ្យភាពនៅពេលនោះគឺមិនមានភាពខ្លាំងក្លារឹងមាំដោយសហភាពសូវៀតនោះទេសហភាពសូវៀតបាននិយាយថាខ្លួនគឺជាប្រភពនៃអំណាចដែលនេះគឺជាចំណុចដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យយល់ឃើញថាវាគឺជាភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការកំណត់ភាពជាដៃគូមិត្តភាពដែលកើតឡើងដោយសារតែឫសគល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសង្គមនិយមរវាងចិននិងសង្គមនិយមរបស់សហភាពសូវៀតនោះហើយការប្រើប្រាស់ពាក្យថាមិនមែនមិត្តភាពតែជាភាពរាក់ទាក់នោះគឺជាចេតនារបស់ចិនដែលនិយមពីការតស៊ូអបអបរមារបស់ខ្លួនប្រឆាំងជាមួយនឹងមហិច្ឆតារបស់មហាអំណាចសង្គមនិយមមួយទៀតលោក Ariel បានយករឿងនេះមកពិចារណាឡើងវិញដោយលោកចង់និយាយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចិននៅក្នុងកំឡុងរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមទៅកាន់អ៊ុយក្រែនលោកបានមើលឃើញថាចិននិយាយតែពីសារៈសំខាន់នៃអធិបតេយ្យភាពនិយាយអំពីការណិតអសូររបស់ចិនចំពោះជនជាតិអ៊ុយក្រែនមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក៏និយាយអំពីរឿងរ៉ាវអស់ទាំងនេះជាមួយនឹងលោកខាងលិចលោកយល់ឃើញថានេះមិនមែនកើតឡើងមកពីសិលធម៌ឬក៏ទំនួលខុសត្រូវរបស់ចិនមានចំពោះតំណែងតំណងរុស្ស៊ីនេះទេក៏ប៉ុន្តែគឺត្រឹមតែជាតំណាងឲ្យប្រទេសមួយដែលប្រយុទ្ធដើម្បីភាពស្មើគ្នានិងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ប្រទេសមួយដែលភាពជាក់ស្ដែងគឺជាតំណែងតំណងដែលមិនមានតុល្យភាពនឹងគ្នាណឡៃនេះទេយ៉ាងណាមិញប្រធានាធិបតី Vladimir Putin និងសមាជិកភាគីចិនលោកស៊ីជីនភីងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នានៅចុងខែធ្នូនេះនេះយោងទៅតាមសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Vedomosti ដែលបានឲ្យដឹងតែកិច្ចពិភាក្សាពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានកាសែតនេះទម្លាយនឹងធ្វើជាកិច្ចអ្វីនោះទេតែអាចនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាសង្ខេបអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងកំឡុងពេលនេះនៅខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែជាប់ដៃធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនចំណុចនេះនឹងជាចំណុចធំលើកទី3ផ្ទាល់ជាមួយរវាងលោកស៊ីនិងលោកពូទីនបន្ទាប់ពីលោកស៊ីបានជួបលោកពូទីនមួយដងមុនសង្គ្រាមលុកលុយអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តឡើងលើកទី2នៅក្នុងកំឡុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃហើយនៅទីនោះលោកស៊ីក៏បាននិយាយអំពីសង្គ្រាមប្រាប់លោកពូទីនហើយលោកពូទីនបានត្រឹមបកស្រាយថាលោកពិតជាយល់អំពីគោលបំយល់អំពីចិត្តនៃការប្រព្រឹត្តរបស់លោកស៊ីចំពោះសង្គ្រាមនេះមេដឹកនាំទាំងពីរនេះខកខានមិនបានជួបគ្នាឡើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 ដែលដែរបានតម្រូវឲ្យលោកស៊ីមានឱកាសជួបលោក Biden ឯនោះវិញហើយនៅទីនោះគឺប្រតិជនមិនអាចប្រឆាំងបាននៅក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថ្កោលទោសសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលោកលួយអ៊ុយក្រែននៃក្របខ័ណ្ឌ G20 នោះទេ